Cửa hàng âm thanh Bãi Tiến Audio Hải Dương xin kính chào các bác yêu nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Quý vị và các bác các anh em thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay 13 tháng 10 năm 2019 và đây là một video clip lần thứ 3 em test trong ngày hôm nay. Và trước cái máy quay thì quý vị và các bác các anh em đang được thấy một đôi loa có một cái vóc dáng rất kỳ quái. Nó được thiết kế theo những cái dạng thùng khác loài với những đôi loa khác. Tí nữa nó khác loài như thế nào, em sẽ đi vào giới thiệu cho các bác các anh em. Và sản phẩm thứ hai đó là một sản phẩm, một chiếc âm ni Jaguar PA506L. Dòng lúm béo vang liền, hay còn gọi là vang liền lúm béo, tất cả lúm có số hết các bác nha. Và đây là một chiếc âm ni xịn của Hàn Quốc, Jaguar PA506L. Và chiếc âm ni này là một chiếc âm ni chạy sò sang ken 2 vít các bác nha. Nó chạy 8 con sò sang ken 2 vít. Các bác thấy là trong cửa hàng của nhà em tuyển tập hàng theo đúng ý của mình, chứ không theo đa phương tiện của một số các khách hàng. Tức là hàng phải được như theo ý của em. Và em nghe hay, những chiếc âm ni nào hay thì em mới lấy, còn không phải là lấy album về bán cho các bác. Tuyển lựa hàng cực kỳ kỹ lưỡng qua đôi tai của em. Tức là một chiếc âm ni và 506 này để so sánh thì có những các biến thể như là nó chạy sò Toshiba và chạy sò Saken, và có một loại nữa là chạy sò tô và loại vang rời đó các bác. Có ba loại. Thì cái loại vang chạy sò tô vang rời thì nó lại rất rẻ tiền các bác nhé, nó rẻ tiền, giò rẻ hơn so với những con này tới vài triệu đồng. Và dòng sò tô cũng vang liền đúng béo, nhưng khác nhau là sò tô và con các bác đang nhìn thấy là một con sò sang ken. Thì một con sò tô nếu để giá bán so với trên thị trường thì em bán với giá sò sang ken chỉ bằng người ta bán sò tô. Nhưng con sò tô tiếng đánh nó rất là ngố ngố, nó ngố ngố tiếng, tức là em nói là tiếng nó ngố ngố, nó không được hay lắm và nó không được khỏe. Các bác thấy 8 con sò tô Shiba và 8 con sò sang ken thì 8 con sò sang ken nó gấp đôi công suất con sò tô, tức là nó to hơn và chiều đo trở kháng của nhiệt da nó cũng gấp đôi so với công suất của sò Toshiba. Các bác nhá, em nói thế là các bác hiểu. Và sò sang ken bao giờ đánh tiếng cũng sáng hơn và lẩy hơn, chất âm hay hơn rất nhiều so với sò tô. Em chỉ nói vậy thôi. Còn ngay bây giờ em sẽ xin kính mời các bác các anh em hãy đến với hai sản phẩm. Đó là một đôi loa đến từ đất nước Mỹ và tí nữa em sẽ mở ruột của chiếc âm ni Jaguar 506 ra cho các bác xem các bác nha. Các bác hãy theo dõi hết clip, em đã tháo ốc hết rồi, tí em sẽ chỉ cần lật cái lắp lên là các bác sẽ xem được nội thất. Chiếc âm ni cực đẹp. Và đây là một đôi loa có một cái vóc dáng hình hơi bị kỳ quái, nó quái dị thật sự mà nói quý vị các bác có thấy. Nó đi theo mấy chiều luôn, không phải là hình tam giác nữa. Và đây là một góc cạnh, hai góc cạnh, ba góc cạnh, bốn góc cạnh, tức là gọi là tứ giác. Các bác thấy nó gọi là tứ giác chứ không phải là tam giác đó. Và các bác thấy, các anh em thấy là cái đôi loa này nó sở hữu tới hai cái a căng. Đây này, một cái a căng ở đây và một cái a căng ở trước mặt. Thì tương tự như bên này, bên này nó có một cái loa check ở bên hồi đó. Hai cái loa check này, đây này các bác thấy này, đấy cái loa check này và cái loa check này, đấy hai cái a căng nó đi liền với nhau, song song với nhau. Và khi đánh ra nó sẽ tỏa hai cái check này ra luồng âm thanh, giúp tiếng cực kỳ cao và sáng các bác nha. Và các bác đang được thấy một đôi loa đến từ đất nước Mỹ. Đó, rất đẹp. Cái hình hài của nó trông rất là hầm hố. Và đôi loa này được trang bị ma trận ở trong lòng thùng. Ma trận trong lòng thùng có nghĩa là như thế nào? Trong lòng thùng được phân khúc ra nhiều giai đoạn các bác nha. Tức là nó thiết kế đi rất hầm hố những cái nét gỗ để ngăn chặn cho luồng âm thanh đi ra. Tức là đây là những đôi loa được bày bố ma trận trong lòng thùng các bác nhé.
Và đôi loa này sở hữu là loa 2 bát 20, bát điện hết các bác nhá. Nó sở hữu hai cái loa bát 20 mang giấy tổng hợp gân mút và gân còn nguyên zin luôn các bác nhá. Sở hữu mang giấy gân mút. À đây là gân nụa các bác ạ. Nó là gân nụa chứ không phải là gân mút, gân nụa các bác nhá. Dòng gân nụa bền gấp 2 đến 3 lần so với gân mút, gân nụa các bác nhá, gân nụa cực kỳ bền luôn. À, gân nụa. Và cái loa chung của nó đường kính là lên tới là 14 và nó cũng sở hữu màng giấy và gân vải. Đấy, một loa siêu tép ở đây và cộng thêm với lại một loa siêu tép nữa. Dòng này có tiếng tép cực kỳ hay, những đôi loa mà trang bị những cái loa tép này này, cực kỳ hay các bác nhá. Rất tuyệt vời. Sở hữu hai loa bát 20, một loa chung, một loa tép, hai loa tép. Tức là nếu như mà tính theo cofơ thì đôi loa này sở hữu một thân thùng lên tới 5 cofơ, tức là hai bát một chung hai tép, 5 cofơ. Người ta hay nói là 5 đường tiếng các bác nhá. Nhưng em gọi là 5 cofơ là chuẩn nhất. Và đây là model của đôi loa. Xin giới thiệu với quý vị và các anh em một đôi loa đến từ Mỹ, nó có tên là ADC Show Dynamic các bác nha. Một đôi loa, xin đọc lại model ADC Show Dynamic, tức là chữ Show Dynamic nó nằm ở bên chữ trắng này này các bác này, Show Dynamic rồi. Và cái dòng loa này có trở kháng 6 ohm, công suất là 250W, là công suất cực đại các bác nha. Và dòng chữ cuối cùng USA, rất tuyệt vời. Và bây giờ sẽ đo cái thông số kích cỡ của chiều cao đôi loa này cho các bác các anh em chúng ta nắm bắt được khi chúng ta các bác gây kích ở trong gian phòng của nhà mình. Bây giờ em sẽ đo nhanh nhanh tí để còn giới thiệu trước âm đi. Xem nào, cái đôi loa này nó cao là 76 phân 5 chiều cao nhá. Chiều cao là 76 phân 5. Chiều rộng là 33 phân 5. Và chiều sâu không tính nhà căng là 31 phân. Không tính nhà căng 31 phân các bác nhá. Các cái kích cỡ em vừa đo là không tính nhà căng. Các bác hãy tính cho em mỗi một cái nhà căng thêm 2 phân rưỡi nữa các bác nhá. Rất tuyệt vời. Một đôi loa có chất âm cực kỳ hay. Và xin đi vào báo giá cho đôi loa này. Đôi loa này có một cái mức giá là 6 triệu 200 ngàn đồng, không bao gồm cước vận chuyển các bác nha. Giá tại cửa hàng, em hay nói níu. Giá tại cửa hàng là 6 triệu 200 ngàn đồng các bác nha. Và bây giờ sẽ đi vào giới thiệu một chiếc âm ni. Đây là chiếc âm ni em đã tháo ốc hết ra rồi. Bây giờ em sẽ để cái máy quay ở đây và sẽ tự tay bỏ cái lắp của nó ra. Rồi nha. Rất khi tôi các bác. Rồi. Lắp đẹp. Và bây giờ sẽ cho các bác ngắm về cái nội thất của chiếc âm ni. Nói về mặt của chiếc âm ni này thì các bác thấy đẹp không tì vết. Các bác nhá, đẹp không tì vết và zin từ những cái lúm. Những cái lúm này này, zin hết các bác nhá, chiến áp nguyên bản, không có thay thế bất cứ một cái hệ thống gì. Rồi. Và cái chiếc âm ni này là chiếc âm ni sản xuất đời năm 1998 các bác nhá. Sản xuất đời năm 1998. PA506 nguồn sáng cực kỳ đẹp các bác thấy. Những chiếc âm ni 506 em bán hàng chuẩn nữa, cực kỳ kỹ lưỡng. Máy bao giờ cũng sáng và đẹp. Bao zin cho anh em, thật sự mà nói nhìn không thấy một mối hàn nào các bạn. Zin tất cả zin nét luôn. Nó sở hữu là 8 con sò than Sanken 2 vít ở bên đây. Đây là cánh tỏa nhiệt của sò các bác nhá, cánh tỏa nhiệt khi nó đánh nóng, quá trình đánh nóng thì sò sẽ tự tỏa nhiệt ở đây. Và các bác đấy, đây là những chiếc âm ni 506 vang liền núm béo, và vỉ của nó là vỉ LS các bác nhá, vỉ toàn LS hết, rất tuyệt vời, hàng zin xịn. Và bây giờ thì em sẽ quay ra đằng sau cũng như hướng dẫn cách đấu lối cho các anh em chúng ta nắm bắt được khi sở hữu những sản phẩm như thế này. Thì nói về cái cầu cái chiếc âm ni này, nó có một cái chức năng hiệu ứng, tức là
Nó có thể đánh liền một lúc hai đôi loa. Hai đôi loa các bác nhá. Ví dụ như em đang đang đánh một đôi loa Mỹ như thế này và em chỉ đấu một cầu như thế này thôi. Các bác nhìn đây này. Đây là một cầu của đôi loa, còn cầu bên kia để trống. Và các bác có âm đi có loa thì các bác cũng đấu như em nhá. Đấu một cầu, còn cầu kia là dành cho đôi loa khác. Đấy, rất là tiện lợi để cho chúng ta lắp ráp những đôi loa bé vào để chỉnh độc lập và riêng biệt. Nó là dòng này thì nó có một cái công suất rất là kinh khủng luôn. Công suất của cái chiếc âm đi này nó là 1080W các bạn. 1080W. Đó, chiếc âm đi rất tuyệt vời nha. 1080W. Đánh này khỏe như trâu bò rồi. Dòng này đánh liền một lúc hai đôi loa. Ví dụ như là nó có lợi thế cái là các bác đang chơi đôi loa bát 30 và các bác chơi đôi loa bát 20 thì chúng ta lắp một đôi loa bát 20 sang cầu bên này và chúng ta có thể chỉnh độc lập cho cái đôi loa bát 20 đó để cho nó không nó ví dụ cái đôi loa bát 20 nó ra cái đường tiếng bé hơn thì chúng ta chỉnh nhỏ hơn để bảo vệ cho những đôi loa nhà mình các bác nhé. Rất tuyệt vời. Và xin vào báo giá cho chiếc âm đi. Chiếc âm đi Jaguar PA506 có một cái mức giá là 16 triệu 500 ngàn đồng. Cái giá này em bao rẻ nhất đất nước mình, thật sự mà nói không ở đâu có đâu các bác nhé. Giá này em bao rẻ nhất và các bác hãy nên nhớ rằng em bán những chiếc âm đi 506 các bác phải lưu ý giúp em là em bán sò Sanken chứ không bán sò Toshiba các bác nhé. Sò Sanken và sò Toshiba chênh nhau 2 triệu đồng. Các bác phải nên nhớ như vậy. Và những chiếc âm đi em cho bán sò Sanken như này thì em bán chưa bằng là người ta bán sò tô các bác nhé. Nó lưu ý, các bác lưu ý giúp em cái. Và nguồn phát là một chiếc đầu đờ lông chạy đĩa MD, nó có tên là DMD1000. Chạy đĩa MD và giải mã không thiếu chức năng gì. Nó giải mã 20 bit và công suất ra 18W chạy đĩa MD khi giải mã không cần mồi. Và chiếc chiếc đầu giải mã này có giá là 5 triệu 500 ngàn đồng và dưới nó là một chiếc Solidat 55ES hàng vừa về trong ngày hôm nay. Giá 5 triệu đồng các bác nhá. Dưới là PMA là 890D giá 13 triệu. Ngay bây giờ xin kính mời quý vị và các bác các anh em hãy cùng đi đến buổi thẩm âm. Em sẽ bỏ hết lốt cái căng của đôi loa chiếc bên này chiếc bên này ra để cho các bác ngắm nghía. Rất đẹp. Loa thì đẹp một cách mộc mạc hàng bãi và không cần phải tuốt tát tân trang. Có nào bán thế. Cực đẹp luôn các bạn. Đấy, hai ghe căng liền. Rồi. Nhá, rất đẹp, bóng bẩy, đẹp cực đẹp luôn. Và ngay bây giờ xin được kính mời quý vị và các bác các anh em hãy chịu khó đeo tai phone để thẩm âm bộ cấu hình này. Trên áo ai kết nên chuyện đời.
chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các anh em rất là nhiều. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.